Hello, xin chào mọi người, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một máy hút bụi sử dụng bằng pin và máy guitar với mẫu sản phẩm là DC180SIB nha các bạn. Thì cái bộ sản phẩm này đi kèm với máy, thì bộ sản phẩm này đi kèm có một kiểu đi kèm như là một pin và một sạc các bạn, và ba đầu để hút bụi. Thì con này nó sử dụng pin 18V nha các bạn, với 1.5A và sử dụng pin 18V. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận hộp nha các bạn, đây là bộ phận hộp của phần máy hút bụi có tem pin mã vạch để chống hàng giả nha các bạn. Tiếp theo đó là bộ phận cục sạc này, thì của máy này có những cái phụ kiện thì của mình cũng sẽ có bán lẻ nha các bạn, nên những cái con cục sạc này nó sẽ có một cái mã riêng, những cục sạc này có mã riêng là DC18SD nha các bạn. Sạc nhanh pin từ 12 pin 14V cho tới 18V nha các bạn. Và có điện hiển thị đèn rất là chi tiết trên bộ phận cục sạc các bạn. Ở phía sau thì có một chút kỹ thuật sử dụng điện 220V và có số series của các bạn đóng hàng giả. Và bên cạnh đó thì bộ phận pin, thì bộ phận pin các bạn thấy thì đây là bộ phận pin khá là nhỏ gọn và pin mới khoảng mấy cái tay nha các bạn. Pin mới ở đây là pin này nó mới, nhưng mà nó sẽ mới sản xuất nha các bạn, và có dấu sao. Thì cái ký hiệu này thì giúp chúng ta biết được cái pin trâu và pin mà xài mạnh nha các bạn. Thì có dấu sao đây, có ký tự đây. Và pin này thì khá là nhỏ gọn, 18V và 15A và 1.5A nha các bạn. Phía sau thì có mã của pin là BL1815N nha các bạn. Và có tem cảnh báo số series của pin. Và bên cạnh đó thì bộ phận thân máy, bộ phận thân máy thì bộ phận màu xanh đen trắng quen thuộc của máy tem các bạn. Và logo thì được in chập nổ ở trên như cái màu chứa bụi. Và phần thân thì được ốp toàn bộ bằng cao su màu đen này các bạn. Còn tay cầm thì ốp được cao su để giúp chúng ta chống được mồ hôi tay hoặc là dầu nhớt những cái tay khi chúng ta sử dụng cái điện thoại máy nữa bạn. Bên cạnh đó thì ở phía phần phía dưới thì có in thông số kỹ thuật và in mã của thang máy nha các bạn. DCL180 nha các bạn, sử dụng pin 18V số series. Và con máy thì khá là nhỏ gọn, thì bên trong thì có bầu chứa bụi đây nha các bạn, áo lót thì khá là dễ dàng. Đây bầu chứa bụi rất là chắc chắn và sử dụng rất là bền và tiện lợi nha các bạn. Sử dụng pin thì rất là lúc nào cũng phải tiện lợi. Và bên cạnh đó thì cái sử dụng cái loại pin 18V và có khả năng chứa được cho cái bình chứa này chứa được cho 650ml nha các bạn. Và cái lượng khí tối đa của nó là 1.3 m³/s với cái lượng hút tối đa là 3.6 kPa và thời gian sử dụng liên tục được 20 phút nha các bạn. Và kèm theo pin sạc bảo hành 6 tháng trọng lượng 1,5 kg nha các bạn, với có ba cái đầu bụi để chúng ta dễ tiện hút chỗ những nơi hẹp nha các bạn. Đây, cái này là mình sẽ gắn vào đây và mình sẽ hút vào những cái ngóc ngách mà cái bộ phận này nó không đưa vào được nha các bạn. Thì đây sẽ hút ở trong ngóc ngách được, khá là thuận tiện. Thì đây cái thanh nó dài nha các bạn, cái ống nó dài để gắn được cho hai đầu các bạn. Đây các bạn, rất là thuận tiện các bạn và sử dụng rất là tốt. Máy guitar thì hàng luôn luôn chất lượng cao nha các bạn. Thì đi kèm với máy thì có catalog và sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của máy guitar các bạn.
mình cũng vừa review cho các bạn một cái con máy móc bộ sử dụng pin 18V của Makita, một bộ sản phẩm có pin là một pin gần một sạc. Với mã sản phẩm là DCL180SIB các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc thì những tư vấn thêm về cái máy móc bụi này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chất lượng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.